Hai ngày qua, cộng đồng mạng và cả người dân Việt Nam đều lên tiếng phản ứng khi vào tối ngày 24 tháng 5, trên một diễn đàn công nghệ, một cá nhân đăng tải hình ảnh sao kê giao dịch chuyển tiền đến và đi tại một tài khoản ngân hàng mà chủ tài khoản là Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh. Thông tin các khoản tiền gửi vào, rút ra và nội dung chuyển khoản được đăng tải chi tiết, trong đó có nội dung gửi tiền vào các quỹ từ thiện mà nghệ sĩ Hoài Linh từng kêu gọi và các khoản chuyển tiền từ tài khoản này. Thông tin trên đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, mặc dù sau đó người đăng tin đã xóa các hình ảnh post trước đó. Điều đáng nói là việc này diễn ra giữa lúc dư luận đang phản ứng về việc nghệ sĩ Hoài Linh còn giữ gần 14 tỷ đồng từ thiện của người hâm mộ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung suốt 6 tháng qua. Mặc dù sau khi sự việc Hoài Linh còn giữ trong tài khoản số tiền quyên góp hỗ trợ cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020 bị công khai, nghệ sĩ này có đăng đàn lý giải do dịch COVID-19, nên việc chuyển tiền đến tận tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung từ năm ngoái đến nay vẫn chưa được thực hiện, và do đó tiền quyên góp vẫn còn trong tài khoản của mình. Hoài Linh cũng trần tình, không lẽ ông đánh đổi 30 năm làm nghệ thuật của mình chỉ vì 14 tỷ đồng và đưa ra các dẫn chứng đã từng lên kế hoạch trao tiền cho bà con trước Tết năm 2021 và kế hoạch gần nhất là từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 5 năm 2021. Nhưng dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên lại phải tạm hoãn. Tuy vậy, với lý do trì hoãn chuyển tiền cho bà con vùng lũ từ tháng 11 năm 2020 cho đến bây giờ vì dịch bệnh là hoàn toàn không thuyết phục và không giúp giảm bớt phẫn nộ trong dư luận. Phần đông người dân đều không đồng tình. Linh bất cứ ai không biết, nhưng mà tiền của dân hỗ trợ ủng hộ cho dân thì mình phải đem để giúp cho dân, phải kịp thời chứ. Tức những cái lúc mà họ đang bị khó khăn thì không giúp. Người mà giữ tiền đó là lỗi rõ ràng rồi. Thông cảm được phần nào thì thông cảm thôi, chứ còn đúng ra là sai rõ ràng. Phải chuyển cho người ta tiền chứ có không? Người ta đang cần mà, mấy người ta nghèo, người ta ăn cần phải chuyển cho người ta chứ. Giữ cái số tiền làm gì? Giống như có trách nhiệm người ta chuyển cho mấy người nghèo đây, tự nhiên giữ cái số tiền làm gì? Làm gì cũng được. Người ta tin tưởng người ta mới giao tiền cho mình. Làm liền, cứu liền, cứu trợ liền. Kẹt cái gì người ta đi không được là mình không biết. Chứ thay gì chuyển người dân cho tiền mà phải chuyển liền cho người dân miền Trung đang đói khổ. Chứ đúng ra là phải chuyển liền cho người dân đang khổ. Thì thấy Hoài Linh còn giữ trong tài khoản. Chứ đó khi người dân cần thì mình phải chuyển liền cho người dân là tốt nhất. Phải chuyển liền cho ta chứ em, tại vì tiền đó là từ thiện đúng không? Từ thiện là tất nhiên là phải người ta đang cần là mình phải chuyển tiền cho người ta, chứ còn không nên giữ lại, tại vì tiền là tiền của mọi người mà, ta tin tưởng mình người ta mới chuyển cho mình đúng không? Rồi xong người ta mới đưa cho mình phải chuyển người ta liền chứ, lúc nào ai người ta cần mà mình nó không nên giữ lại như vậy được. Niềm tin quá cao, bây giờ làm vậy là thấy ta bất mãn. Đó là chưa kể nhiều người cho rằng việc Hoài Linh giữ tiền từ thiện suốt 6 tháng qua là đã vi phạm Điều 7, Nghị định 64-2008. Lý giải về việc này kỹ hơn, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 26 tháng 5 rằng: hiện nay thì có thể nói rằng là cái quan hệ mà giữa ông Võ Hải Linh với lại công chúng, tức là những người mà góp tiền, gửi tiền cho ông để hỗ trợ cho đồng bào bị bạo lực ở miền Trung vào năm 2020. Theo chúng tôi đánh giá, đây là một cái quan hệ về ủy quyền, đây là một cái quan hệ hoàn toàn thuần túy về dân sự. Mặc dù giữa hai bên không có nói với nhau về cái vấn đề là cái thời gian thực hiện cái sự ủy quyền này, nhưng mà tuy nhiên là khi mà đưa ra cái lời đề nghị kêu gọi mọi người góp tiền cho mình, thì ông Hải Linh có nói rằng là đây là cái sự cứu trợ mang tính cách khẩn cấp mà giúp lúc nặng chứ không giúp lúc nghèo. Thì nôm na cái điều đó mình hiểu là cái việc trợ giúp pháp lý là phải được thực hiện ngay khi mà chấm dứt cái cơn bão lũ đó, để người dân mà bị thiệt hại vì bão lũ họ có cái cơ hội họ phục hồi cuộc sống càng nhanh càng tốt. Cái rõ ràng những cái lời kêu gọi như vậy nó mang ý nghĩa rằng là việc thực hiện cứu trợ phải được thực hiện ngay. Vì vậy nên là ông Hoài Linh để với 6 tháng trời thì mới bắt đầu có cái thông báo về cái việc là sẽ thực hiện cái việc cứu trợ. Theo chúng tôi như vậy là trước mắt nó là một cái sự vi phạm về nghĩa vụ dân sự. Và vì vậy thì người dân thì có thể nếu mà kiện thì chỉ kiện về trong phạm vi dân sự thôi. Có nhiều người đặt vấn đề là khởi kiện về một cái vụ án hình sự, tố cáo tố giác tội phạm về một vụ án hình sự. Tôi cho rằng là cái điều này nó chưa, tới hiện nay cũng chưa có cơ sở.
Tại vì ông Hoài Linh cũng chưa thấy có dấu hiệu là ông ấy muốn chiếm đoạt cái số tiền đó làm tài sản riêng của ông ấy. Mà hiện nay chỉ mới ghi nhận cái việc là ông ấy chậm trễ thôi. Thì ông cũng thừa nhận nữa là đã nhận bao nhiêu rồi, chỉ dùng bao nhiêu, bây giờ còn lại có số tiền bao nhiêu, và sắp tới mà ông ta sẽ có cái kế hoạch để mà đi thực hiện. Thế thì trong quan hệ hiện nay giữa ông Hoài Linh và công chúng, những người có tiền ấy, thì chúng tôi nhận thấy là ông Hoài Linh có cái lỗi là đã không hoàn thành được về những cái nghĩa vụ mà ông ấy đã cam kết khi kêu gọi người dân quyên góp tiền để cho ông ấy thực hiện cái công việc cứu trợ cho đồng bào bạo lực miền Trung vào đầu tháng 10 năm 2020.